Hôm nay là cháu đã làm hoàn thiện cho cô rồi. Mình sẽ xem lại toàn bộ cái quá trình mà mình trồng răng. Thì hôm nay hai bà cháu đi lắp răng thì bây giờ cháu nhìn nhé. Đây là hàm răng của bà này. Hàm răng của bà cách đây tầm khoảng 4 tháng. Đó. Thì mình sẽ thấy là cái hàm trên nó viêm rất là nhiều, nó đỏ loét hết. Và hàm dưới á, thì mình có thể nhìn thấy là chỉ còn 6 cái răng thôi. Đấy. Và 6 cái răng này không có chức năng ăn nhai nữa. Gọi là chỉ để vậy thôi chứ còn là nó lung lay rất là nhiều rồi. Cô có nhớ là hồi đó nó lung lay như thế nào không? Vâng. Thế mình chuyển sang ảnh tiếp theo này. Đây cái ảnh tiếp theo là mình chụp từ trên xuống dưới. Thì mình nhìn thấy cái cụm 6 cái răng của hàm dưới. 6 cái răng này của cô để này là lâu chưa? 6 cái răng này của cô cũng lâu rồi. Thì nó mất chức năng nhai được bao nhiêu năm rồi? 2-3 năm nay rồi. 2-3 năm nay. Thế khi mà sử dụng những cái này thì cô ăn uống nó khó khăn như thế nào? Cái này cô ăn uống thì không ăn được, toàn này ăn đồ mềm ấy. Rất là khó đúng không nào? Bây giờ mình sẽ chuyển sang cái ảnh tiếp theo nhé. Đây thì là cái mô tả cái kỹ thuật mà mình thực hiện nhé. Mình mất toàn bộ cái vùng răng hàm dưới. Thì bây giờ mình sẽ cắm 4 cái chân răng implant, là hai cái nghiêng là hai bên và hai cái thẳng là ở giữa. Thế thì tại sao là hai bên mình lại phải cắm nghiêng? Là bởi vì cô nhìn thấy cái màu đỏ kia, đó là dây thần kinh. Người ta gọi là cái nhánh 5-3, cái dây thần kinh hàm dưới. Thì nó chạy từ trên cái vùng lồi cầu gai speck và nó chạy ra cái lỗ cằm và nó ngoặt ở chỗ kia, thành hai cái ngoặt kia. Thế nếu mà mình cắm thẳng cái implant xuống dưới á, thì mình sẽ cắm vào cái dây thần kinh. Thế cho nên là mình sẽ phải nghiêng cái implant đi. Mình nghiêng implant đi thì mục đích cái thứ nhất là mình sẽ vói được ra xa hơn ra phía sau, để mình với ra phía sau. Cái thứ hai là mình né được cái cấu trúc dây thần kinh. Và cái thứ ba nữa là cái tính tải lực của nó cũng sẽ tốt hơn. Đó là lý do tại sao mà mình cắm hai cây nghiêng ra phía sau. Và cũng chỉ cần 4 cái implant này thôi là mình có thể nâng đỡ được cả hàm giả. Và mình sẽ trồng răng từ cái vị trí răng số 6 bên này sang số 6 bên kia. Bây giờ mình sẽ chuyển sang ảnh tiếp theo. Đây là cái thực tế cái hàm của cô nhé. Lúc nãy là mình nhìn thấy là 6 cái răng này là trên miệng. Nhưng bây giờ mình chụp phim á, thì mình sẽ nhìn thấy rằng là cái phần chân răng nó bám vào dưới xương nó rất là ít. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai là mình có rất là nhiều những cái ổ viêm nó màu đen kia kìa. Những cái ổ viêm đấy là những cái ổ tiêu xương. Tại sao mà cái răng nó lại lung lay là bởi vì nó bị tiêu mất cái xương xung quanh. Giống như cái cây ấy, nó không có thể bám vào dưới đất ấy, nó không có đất để nó bám nên là nó lung lay. Và đặc biệt hơn nữa là cái mình nhìn thấy rằng là cái xương của cô nó tiêu rất là nhiều, cái xương hàm dưới ấy. Thế cho nên là cô sẽ nhìn thấy là cái hàm của cô hàm dưới nó rất là nhỏ và nó lùi ra phía sau. Là bởi vì mất răng để lâu quá và nó tiêu đi. Đây là cái dự định, tức là cái kế hoạch điều trị. Là mình sẽ đặt 4 cái implant theo cái sơ đồ vậy. Và mình sẽ có tiến hành ghép xương ở những cái vị trí mà nó bị tiêu đi nhiều. Và thực tế thì mình đã đặt được như thế này. Đây là cái hình ảnh implant thực tế. Mình đã làm được rất là nhiều việc. Thứ nhất là mình tránh được cái dây thần kinh. Đấy, mình cả cắm nghiêng mình tránh được nó. Cái thứ hai nữa là các cái khoảng cách implant nó rất là đồng đều. Và cái thứ ba là mình cắm vói ra phía xa nhất. Đấy, và nó khá là an toàn. Như vậy là cái buổi phẫu thuật đấy là tiến hành trong vòng khoảng 2 giờ. Cô có nhớ nữa không? Cô nhớ cái hôm phẫu thuật? Hôm đấy cũng từ lúc 8 giờ. Và đây là cái hàm hôm nay cháu lắp cho cô nhé. Cái hàm này nó khác cái hàm tạm, là cái hàm tạm nó rất là ngắn. Nhưng mà cái hàm này kéo rất là dài ra phía sau. Và nó có một cái thanh đúc ở phía trong ấy, cho nên nó cực kỳ chắc. Đây là cái hình mình nhìn từ ở phía dưới cái dưới đáy của nó. Thì cái phần nền hàm này khác với cái hàm tạm ngày xưa là nó ở cao để cho nó thoát cái gầm, cho nên là cô nhìn thấy nó hở ở dưới. Nhưng mà cái hàm này thì nó sẽ phải đè lên lợi để nó kín, để thức ăn nó không chui được vào phía dưới nữa. Đấy, thì cô ăn uống cái này nó sẽ chắc hơn này, rồi cô sẽ thoải mái hơn này, thấy nó vững hơn, nhai được bẹn nát thức ăn hơn. Đây là hình ảnh trong miệng nhá. Thế thì là mình đã hoàn thiện xong. Từ cái hình ảnh ban đầu là cái hàm dưới chỉ còn một cái cụm 6 cái mà nó lung lay thôi. Mà bây giờ mình đã có một cái hàm dưới nó rất là dài, thậm chí nó dài hơn cả hàm trên. Hàm trên bây giờ thành ra lại ngắn hơn hàm dưới, bởi vì hàm trên không đủ răng. Nhưng hàm dưới là đủ rồi. Đây là mình nhìn từ trực diện này. Đây là mình nhìn từ phía mặt trên. Thì cô nhìn thấy 4 cái lỗ kia ấy, là cháu đã bịt lại rồi, để thức ăn nó không có rơi vào trong đấy. Thì đây chính là 4 cái lỗ mở vít. Thì với 4 cái lỗ mở vít này thì là, ví dụ nếu có lỏng nhá, cô nhai vài năm nó lỏng rồi đến, cháu chỉ cần cháu vặn cháu siết lại là được. Đúng rồi, tức là mình sẽ có thời gian mình bảo dưỡng. Mình bảo dưỡng thì là đến cháu sẽ xếp lại đó cô. Nhìn thấy bà thế nào, thay đổi không?
có xứng đáng làm răng không? Bây giờ lớp 6 nhưng mà sau này là sẽ nhớ lại cái này. Cái này hay phết đấy. Đây là nụ cười của bà nhé, nụ cười còn răng nhé. Tiếp này, chuyện này. Đây, chuyện tiếp này. Đấy, như vậy là bây giờ cười cái thứ là có hàm dưới rất là chắc chắn này. Ăn nhai được này, thẩm mỹ này, không phải tháo ra tháo vào này. Đó. Thì cô làm răng này, cô có thấy nó có đắt không? Cô thấy người như này là so với con của cô thì tức là chi phí là cũng cao, tuy nhiên là nó cũng thỏa đáng, bởi vì mình giải quyết được triệt để vấn đề, chứ mình không phải điều trị leo thang và lòng vòng, đúng không? Cô mới nhiều hầm khó lắm lắm ở nhà rồi. Vâng. Thế như vậy là cái hành trình là kết thúc rồi. Bây giờ thì là rất là cảm ơn cô đã tin tưởng phòng khám, tin tưởng cháu, xong rồi giao cho cháu bộ răng này để cháu làm. Thì như vậy thì là cũng phải có cái sự hợp tác rất là tốt, như vậy thì mình mới làm xong, bởi vì mình điều trị kéo dài mà. Bây giờ là 4 tháng rồi, mình mổ cả cái xương hàm ra, mình đục cái xương hàm, cho nên là nó đâu có đơn giản đâu, đúng không nào? Cô cũng cảm ơn trung tâm và cảm ơn các cháu đã tạo điều kiện giúp đỡ cô, thì là cô có hàm răng như thế này. Cô thử cầm mở ra cô lay xem nó có lung lay không. Nó lung lay, nó rất là chắc, đúng không nào? Theo những cái nghiên cứu mà năm 2019 ấy, thì có một nghiên cứu tiến hành là hồi cứu lại những cái trường hợp đã trồng ONFOR, thì người ta thấy là cái tỷ lệ tồn tại sau 19 năm nghiên cứu là 98% về phương diện phục hình sau 20 năm. Thế cho nên là nó rất là bền, cái này rất là khỏe. Cô yên tâm sử dụng cái implant này, nó rất là khỏe, khỏe lắm. Với cả là mình làm ở gần đây ấy, thì thỉnh thoảng mình đến mình bảo dưỡng, bảo hành cái thứ, thì cô đi lại nó tiện. Thì cô đấy qua thời gian 4 tháng làm tạm nhưng thấy cô đấy ăn nhai, cô đã thấy là thấy đấy sướng. Thế bây giờ thì cô với cả em về nhá, xong rồi là cháu hẹn 6 tháng nữa thì cô qua cháu sẽ bảo dưỡng răng cho con. Được rồi đấy. Vâng.